Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách kết nối hai mic vào chiếc sao card X6 Pro và live trực tiếp cùng một lúc hai chiếc điện thoại. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng một chiếc micro AT200 và một chiếc micro ISK-SM58. Thì với chiếc micro SM58 thì chúng ta sẽ gắn cái bộ nhận nó vào cái cổng mic ở đây. Cái này là không dây. Còn với cái thằng AT200 này thì mình sẽ kết nối vào cái cổng Canon. Kết nối vào cổng Canon ở đây. Đó. Đầu còn lại thì chúng ta sẽ ghim vào cái đồng mic như thế này. Thì cái phần cái mic thì mình sẽ gắn lên trên giá đỡ cho nó gọn hơn. Rồi. Phần cái mic thì mình sẽ làm gì cho nó gọn. Đưa cái dây này xuống. Rồi, phần kết nối mic đã xong. Còn cái phần tai nghe thì mình sẽ gắn vào cái cổng headphone hoặc là earbud ở đây đều được. Mình có thể xài hai cái headphone cùng lúc cũng được. Rồi, về phần dây lai, chúng ta sẽ xài cái jack 3.5 ra 3.5 như thế này vào cái cổng lai 1 hoặc lai 2. Đầu còn lại thì chúng ta có thể ghim vào một chiếc điện thoại như thế này. Đó, với chiếc điện thoại thứ hai thì chúng ta sẽ gắn vào cái cổng lai 2. Đó. Thì chúng ta có thể lai cùng một lúc hai clip. Và cuối cùng là dây nguồn. Nguồn cổng taxi si, chúng ta sẽ gắn vào cái cổng chữ power ở đây. Đó. Đây là chúng ta trong trường hợp chúng ta live nhiều giờ thì chúng ta cần cấp nguồn. Nếu mà chúng ta live ít thì chúng ta có thể không cần sử dụng nguồn tại vì con này nó đã có pin. Vậy là phần kết nối của mình đã xong, thì chúng ta bấm cái nút nguồn khoảng 2 giây. Đó, tất cả các đèn sáng lên thì nó đã khởi động lên chiếc sao card này. Thì chúng ta sẽ có hai cái volume đầu tiên là volume chỉnh âm lượng của cái mic đầu vào, rồi chỉnh bass mid chép. Volume này là volume xài cái tone ấy, thay đổi các cái giọng nói ấy. Volume này là cái volume đưa tín hiệu đầu ra vào cái phần livestream, hai cái điện thoại livestream. Volume này là cái volume live tín hiệu vào. Chúng ta có thể lấy nhạc bằng Bluetooth. Đây là cái volume của đường Bluetooth. Và đây là cái volume, cái cổng 6 ly ở đây, để chúng ta ghim một cây guitar chẳng hạn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có các nút như là nút nguồn, nút bật nguồn 48V cho những cái mic thu âm condenser kiểu như thế này. Một cái nút ưu tiên để dành khi chúng ta mà có nhạc và giọng nói thì nó sẽ tự động giảm nhạc xuống. Hai cái nút này để xài với máy tính, và cái nút này là nút bật Bluetooth. Tiếp đến thì những cái nút như thế này, như là nút chỉnh cái nút dot ghi ở đây, rồi nút giảm tiếng noise, nút
thay đổi thời gian nhanh ngắn của cái nút ưu tiên ở đây. Phía bên này là sẽ là cái phần volume của những cái hiệu ứng effect. Và cái này là phần chỉnh reverb. Đây là các chế độ về giọng nói, hiệu ứng về KTV hoặc là MC. Phía dưới phần này là phần tone, thay đổi giọng nói. Đây là một vài thay đổi về giọng nói khác về giọng phụ nữ, em bé, robot. Và đây là những cái hiệu ứng về tiếng cười để chúng ta chèn thêm. Và đây là cái volume để điều khiển cái headphone. Bây giờ mình sẽ đưa cái tín hiệu âm thanh ra một chiếc điện thoại đang quay để chúng ta có thể kiểm tra thử. Alo, 1, 2, 5, 6, 7. Và đây là phần âm thanh được xuất ra từ chiếc sao cạc X6 RO với cái mic đầu tiên. Và đây là tiếng mic thứ hai. Alo, 1, 2, 2, 5, 6, 7. Thì giống như mình hướng dẫn trước đó thì chúng ta có thể thay đổi âm lượng của cái mic ở đây. 5, 6, 7, thay đổi âm lượng mic. Tắt reverb ở đây. 5, 6, 7, 1, 2, 2, 5, 6, 7. Đó, chỉnh các chế độ nói như alo, 1, 2. Đó. Hiệu ứng, 1, 2. Đổi tông ở đây. 1, 2, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 2, 5, 6, 7. Trở lại bình thường. Alo, 1, 2. Rồi, đổi giọng con nít chẳng hạn. Alo, 1, 2, 2, 5, 6, 7. Alo, 1, 2, 2, 5, 6, 7. Alo, 1, 2. Rồi, tiếng những cái hiệu ứng khác. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy Bluetooth. Chúng ta chỉ cần ấn giữ nút Bluetooth ở đây. Rồi, một chiếc điện thoại. Nó sẽ có cái tên là FX98. Rồi, khi kết nối xong thì nó sẽ cái đèn nó sẽ không có chớp nữa. Rồi mình thử một bài nhạc. Rồi chúng ta dặn cái volume để làm mic này lên. Nhỏ lại. Vậy là bây giờ chúng ta có thể vừa hát live stream, vừa karaoke với hiệu ứng effect và có nhạc vào. Với 2 giây, 1 giây đang ghi vào chiếc điện thoại đang quay và 1 giây như thế này và 1 chiếc điện thoại nữa là xong. Đàn chim giật mình. Rồi phần hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc rồi.